chào các bạn yêu lan trên toàn thế giới. Hôm nay bắt đầu mời các bạn ngắm em hoàng nhạn tháng 8 mới hé được mấy bông. Giờ này năm nay được 1 vòi hoa, 2 vòi hoa là 3 vòi hoa, 4 vòi hoa, 5 vòi hoa, và 1 vòi hoa ở đây nữa là 6 vòi hoa. Nhưng mà có vẻ như là bị hỏng nụ mất một số này. Bên này cũng thế này, cũng hỏng mất mấy một số nụ. Côn trùng nó tấn công kinh lắm các bạn ạ. Tại vì các cái nụ hoa này này nó có cái nhựa, cái mật rất là nhiều, nên là các cái con côn trùng nó tấn công hỏng mất 5 cái nụ ở đây, 2 4 6 7, mất 7 cái nụ chỗ này, phí không? Hôm nay thì may là được không bị hỏng nụ. Đấy, đây này, như bên này là côn trùng nó vẫn đang bám đây này, kiến và các thứ này. Cái giò này năm ngoái là mua từ năm ngoái. Đấy, mang về sau đó ghép vào cái, à không, cái lúc đấy là mua cả chậu rồi, mua cả chậu, ta ghép sẵn vào gỗ rồi. Năm nay nó thêm được 2 cặp lá, cái này 2 cặp lá, cái này cũng 2 cặp lá, dưới này thì cũng được thêm 2 cặp lá, cái này được 2 cặp rưỡi. Không kể cái lá non này. Nhưng mà cái cành này năm nay lại không ra hoa. Tất nhiên là có những người thì có quan điểm rằng là thực chất nhạn thì nó chỉ là một cái nhạn thôi. Nó chả có tháng 4 mới tháng 8 gì. Quế cũng thế, chả có quế tháng 4 mới quế tháng 8 gì cả. Đấy, có những người là họ có quan điểm như vậy. Thì bây giờ tôi thì tôi cũng không đủ khả năng để đánh giá là như vậy là nó đúng hay là nó sai. Nhưng mà có điều là có những cái giò mà nó đã ra muộn ấy, tức là nó đã nở vào tháng 8 ấy, thì thường nó sẽ nở đều vào tháng 8. Mà như bây giờ là nó đã, thậm chí bây giờ là qua tháng 8 rồi. Bây giờ nó đang tháng 9 rồi, 9 âm lịch ấy. Và hôm nay để tháng 9 và cũng là hôm nay là 30 tháng 9 dương lịch rồi, tức là sang tháng 9 rồi. Và sẽ có những cái vòi hoa nó phải sang tháng 9 âm thì là rõ ràng rồi, còn nếu dương thì nó phải sang tháng 10, sẽ có những cái giò như thế. Thế thì bây giờ ai nói đúng ai nói sai thì tôi chịu, không biết, mình không phải là nhà khoa học nghiên cứu. Cũng có thể là nó chỉ là một thôi, nhưng nó có những cây nó ra sớm hơn, có những cây nó ra muộn hơn. Và thường thì khi nó ra sớm thì nó sẽ ra sớm theo những năm sau, do cái chu trình phát triển của nó. Cũng giống như là cây đai châu, là cây ngọc điểm nghinh xuân ấy, là thường nó ra hoa vào dịp Tết, đúng không ạ? Người nào mà có được những cái cây mà nó may mắn nó ra hoa vào dịp Tết ấy, thì thường là nó cứ xoay quanh cái dịp Tết nó nở hoa. Thì những cây đấy thì nó sẽ chơi nó thú vị hơn. Và nếu bán thì cho những người mà hiểu biết về nó, tức là người ta biết rõ về cái cây đấy, thì giá trị nó sẽ cao hơn là những cây bình thường. Vì có những cây đai châu rất là đẹp, nhưng mà tháng 11, tháng 12 dương lịch ấy, là nó đã nở hoa rồi. Có những cây thì lại tẩm ra riêng nó mới nở hoa. Thế thì
Chính vì cái lẽ đó cho nên là cái lý lẽ của những người mà nói rằng là nhạn tháng 8 này, nó không có tháng 4, nó không có tháng 8, mà nó là ra hoa từ tháng 4, thậm chí là từ tháng 3 cho đến tháng 10, kiểu như vậy. Họ cũng có lý của họ. Bác nào mà có thực sự có am hiểu về cái này thì cũng có thể chia sẻ với mọi người bằng cách là comment ở dưới. Trở lại với lại cái chậu hoàng nhạn này, thì năm ngoái tôi mua cả cái chậu này năm ngoái là 6,5 triệu, nên là cũng đi rất gần tháng lương đấy chứ các bạn, không ít đâu. Nhưng mà vì thích quá mà lại chưa có giống hoàng nhạn tháng 8 nên là phải mua. Mà mua lúc đấy là nó đang có nụ hoa như thế này, cho nên là đảm bảo yên tâm là thôi thì nó gọi là nhạn chung hay là nhạn tháng 8 hay là gì cũng được, miễn là nó nở vào cái thời điểm gọi là trung thu cuối thu này. Vì cái thời điểm này ấy, là cái thời điểm mà nó không có nhiều loại cây ra hoa. Nếu những cái cây hoàng nhạn hoặc là cây quế mà nó ra hoa vào tầm tháng 3, tháng 4, tháng 5 thì cái thời điểm đó là cái thời điểm bắt đầu vào hè, nó rất nhiều cây có hoa. Chính vì thế nên nó sẽ bị những cây khác nó lấn át. Tức là cái không phải là lấn át mà là bị bão hòa. Người ta gặp nhiều hoa quá thì người ta thấy một cái cây hoa thì nó cũng bình thường. Nhưng mà thời điểm này là thời điểm không có nhiều loại hoa, chỉ có nhạn này, rồi quế này. Đấy, rồi một số cây kiếm thì không nói rồi. Kiếm thì có thể là nó cứ ra hoa nhiều lần. Thời điểm này cũng nhiều cây kiếm. Thế nhưng mà số lượng cây ra hoa mùa này, thời điểm này nó không có nhiều. Một số cây địa thì chuẩn bị hoa. Đấy, chính vì thế cho nên là có được một chậu nhạn thời điểm này thì nó sẽ kiểu phê hơn là nó ra có một cái chậu nhạn nó nở vào tháng 5. Lúc đấy lại các loại hoa khác nó lại đang tưng bừng ra chẳng hạn thì nó sẽ bị loãng đi. Đấy, kiểu là như vậy. Cái này thì họ ghép mua của một bạn ở trên một cái vườn ở trên Bắc Giang. Đấy, bạn này thì cũng có nhiều loại giống lan lắm. Thế thì cây này là họ ghép vào cục lũa sẵn rồi. Tôi về tôi đặt vào trong cái chậu gỗ và tôi cho vỏ thông với lại cho Ben 01 vào của Hùng Nguyễn vào. Đấy, và để ở ngoài trời. Tôi cũng không có kê kiểu khay nước gì cả. Nói thật sự diện tích nó chật quá cho nên là mình không có chỗ để kê khay nên mình để đây. Nắng thì dưới một là lớp lưới. Đấy. Và ăn nắng cái chậu này như cái thân này thì ăn nắng khoảng độ từ 9 giờ sáng cho đến tầm khoảng độ 2 giờ chiều thôi. Vì buổi chiều thì cái cây này nó che mất, xiên từ bên kia thì nắng nó che mất. Nhưng nói chung là về nắng là cơ bản là đủ nắng chậu này. Và chính vì thế thì cái chậu này nó phát triển rất là đẹp. Các bạn nhìn ở đây là các bạn sẽ thấy nó rất là đẹp. Thứ nhất là những cái đầu lá này, những cái lá mới này. Mà những cái lá mới này có nghĩa là nó phát triển ở vườn của tôi trong năm vừa rồi. Đấy. Cây như thân, cái đầu như gọi là cái này gọi là cái ki này này. Nó ra cái ki, ra thân, ra nhánh ở đây. Đấy, năm ngoái là được, đến giờ này là được khoảng 2 cặp lá rưỡi này. Cái trên này cũng thế này. Đấy, những cái lá dưới thì nó là lá cũ này. Đấy, năm ngoái là nó lên đến đây. Và năm nay thì nó lên được lá này, lá này, lá này. Như vậy cái thân này đến giờ này mới được có 1 cặp lá rưỡi thôi. Chứ không kể cái đọt non này. Thì thực ra phân thì cũng không có nhiều lắm. Chỉ có đấy thả dưới gốc thế thôi. Mà gốc thì nó lại không ăn được nhiều bởi vì rễ nó có xuống như dưới nhiều đâu. Rễ nó bám ở trên này. Đấy, đây thì có một cái túi phân tằm của anh Hoàng Công. Tôi có treo đây thôi. Được một thời gian rồi. Chắc giờ cũng hết dinh dưỡng rồi. Đấy, nhưng mà nhìn các cái bộ rễ của cái cây này thời điểm này thì thấy là cái giò này nó đang rất là khỏe, rất là khỏe. Đây, bạn nhìn cái phần mà đầu nhớt này của nó được khoảng gần 2 cm. Như vậy là tương đối dài. Cái này mà nó càng dài, cái độ nhớt càng lớn ấy,
thì cái cây nó đang hút được dinh dưỡng càng nhiều. Ví dụ như là cái rễ này thì có nghĩa là không hút được dinh dưỡng, bởi vì là cái đầu này, cái đầu nhớt này này, có thể là nó do bị côn trùng đây này, con gì nó cắn đây này các bạn ạ, nó cắn vào đây nên là nó thui. Và như thế này thì cái rễ này nó không hút được dinh dưỡng, nó chỉ có thể gọi là kiểu như là thẩm thấu qua cái thân này thôi. Nhưng mà thẩm thấu qua thân này thì hiển nhiên không bao giờ nhiều bằng bằng cái đầu rễ này được. Cho nên là nếu với những cái dòng đơn thân mà mình cứ nhìn cái đầu rễ này, kể cả là đai trâu cũng thế, thì mình sẽ thấy là nếu những cái đầu này mà nó như này, hoặc thậm chí phân nhánh ra, thì có nghĩa là cái chậu ấy nó đang rất là khỏe và nó hút được nhiều dinh dưỡng. Đây, cái đầu rễ này thế này. Đấy, đây cũng là phân nhánh này. Cái này nó mới ra, nhánh cho đây. Dưới này nó có một cái vòi hoa này. Đây, đầu rễ dưới này cũng rất là đẹp này. Đó. Thì như vậy thì cây nó khỏe thì hoa nó sẽ đẹp. Nhưng mà chắc là cây này thì về mặt dinh dưỡng là nó sẽ bị, vẫn là bị thiếu chất. Bởi vì nếu đúng ra thì như cách đây khoảng độ 2 tháng ấy, thì phải phun thêm lân kali vào. Nhưng mà tôi chả phun gì cả, tôi để ở đây thôi. Ấy, nắng nó lên, đẹp quá các bạn. Đẹp mà thơm vô cùng luôn. Đứng quay một cái video như thế này khoảng chục phút, mà coi như là gần chục phút rồi, mà cảm thấy như là nó rất là phê, không muốn rời đi, mặc dù đến giờ đi làm rồi. Hít hà cái hương thơm rất là tuyệt vời mà. Nhạn tháng 8, tôi có duy nhất một chậu nhạn tháng 8 này, cho nên là các bạn nào muốn mua thì cần thì nhắn tin tôi chỉ nhé, tôi cho địa chỉ của cái vườn mà tôi mua. Chứ còn thực lòng là tôi không có để bán, mỗi chậu này để chơi thôi. Đấy, chỉ có bên này đấy, cây của phi điệp năm cánh trắng Hà Tĩnh. Đấy, nếu bạn nào muốn sưu tầm thì tôi có thể chia sẻ được, thì đang có nhiều cây quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Đang có 16 cái cây trên thân. Mà chậu này thì hoa rồi. Đây, hoa hôm trước nó ra hoa đây này. Đấy, cuống hoa vẫn còn này. Đấy. Thì đấy, năm cánh trắng Hà Tĩnh thì có giống thì chia, chứ còn hoàng nhạn tháng 8 thì không có, có mỗi chậu để chơi thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn nhé. Thôi thì có đâu ngắm đấy nhé các bạn. Đây có một chậu xanh Huế nó lại nở này. Xanh Huế lại nở tiếp. Thực lòng không biết là nó nở đến lần thứ bao nhiêu nữa. Cứ nở thì lại chơi, cứ nở lại ngắm thôi. Đây là cây gọi là hồng đại sơn, đẻ thêm được một nhánh nữa rồi. Xanh Huế. Có một cái cây mà mong nó ra hoa thì nó lại chưa ra. Đấy là cây cái gì nó rơi vào gãy mất lá này. Đấy, nó rơi vì ở đây có nhiều cành cây các thứ nó rơi xuống. Nên thôi không sao. Cây này là cây gọi là pha lê kiếm khách. Rất mong nó ra hoa để xem mặt hoa nó thế nào. Nhưng mà lại chưa được ra, nó chưa có hoa. Đấy, đây cũng là một cái chậu pha lê kiếm khách này. Lại đẻ tiếp cái mầm nữa đây rồi.
Đây là cây cây chanh là phát tài. Đây là cây mũ gia bì là phát tài. Còn đây là cây ruby. Đấy, đẻ thêm được, lại đẻ thêm măng nữa đây. Thân khá đẹp rồi. Cây này nó cũng là một trong những cây mà khá là khó hoa. Cho nên chắc phải hy vọng năm tới mới có được. Đấy, đây cái cây ngũ gia bì lá phát tài này cũng rất là đẹp. Nó đang đẻ cái mầm, đang cái cành bên này đang phát triển này. Đấy, các bạn nhìn ở cái góc độ này nhé. Nếu mà có cái hình mà uốn nó phát thành cái bản đồ luôn. Hình chữ S này. Ngoài này là kiểu như khu vực Hoàng Sa, Trường Sa này. Đấy. Tưởng tượng thế. Còn đây là cây hồng Paraguay, cây gọi là cây râu Paraguay, cây hồng của Thái ấy. Lại nở tiếp, đẹp lắm, đẹp và rất thơm nhé. Cây hồng này thì thơm khỏi nói luôn, thơm đỉnh cao luôn đấy. Rất là tuyệt vời những màu hồng này. Những bông này thì sắp tàn rồi, nó nở phải đến 4-5 hôm nay rồi, nhưng hôm nay mới quay. Hôm trước lấy một cái cây quất lá phát tài về nhưng mà nó chết mất rồi này các bạn này, chết mất rồi, tèo rồi. Đây có một cái cây gọi là đang hoa rất đẹp này,